Emmy xin mến chào các bạn trở lại kênh của Emmy Quỳnh nha. Các bạn thấy Emmy sơn móng con khách này rồi nè, sơn là không có sơn hết nguyên ha, sơn khoảng 8 phần thôi đó, màu kim tuyến. Bây giờ Emmy sẽ dùng cái kim tuyến đậm nha, cái kim tuyến là kim tuyến giạt đó các bạn. Emmy sơn chừng 8 phần hai nếp. Bây giờ mình dùng cái kim tuyến đậm mình chấm lên cái phần còn lại nè, các bạn thấy không nè. Đây rồi, rồi dùng một cây cọ thưa ha. À, mình đẩy lên cho nó sát cái dòng da tay, giống như là mình giống như mình sơn vậy đó các bạn đó. Bây giờ mình sẽ kéo xuống rồi đỡ đây ha. Một lát mình làm lại một nước nữa cho cái tím này nó đậm đà chút nữa, cho mình làm mà cái tím mà nước sơn này mình làm nhiều quá đó các bạn, nó cũng bị chảy nè. Rồi đó, mình đẩy cho nó sát cái dòng da tay nha. Rồi, cho nó sát sao lên. Rồi, mình chấm, mình kéo xuống. Rồi, các bạn thấy hôm nay. Rồi, giờ mình qua ngón này. Mình cứ làm thứ tự như vậy. Còn ở dưới đây là mình sơn hai nước nha các bạn. Cái cách này mình chỉ làm cho cái những cái màu kim tuyến thôi, giống như mình gọi là cái ấm rê kim tuyến đó. Các bạn làm cái cách này mà mình làm bằng cái màu thường nó sẽ bị ngấn ha. Mình chỉ làm kim tuyến mà cùng tông nó mix vô nó rất là đẹp. Rồi, hai tông màu nè, tím đậm, tím lợt nè. Tím lợt nằm ở dưới. Rồi, mình kéo xuống đó. Rồi, quăng cái này cũng vậy. Bạn thấy không, mình để nó vừa đủ thôi. Để cái nét sơn, tại kim tuyến này nó cũng lỏng lắm, nó dễ bị chảy, bị tràn ha. Đó. Rồi một lát mình sẽ bỏ dặm lại sơn một miếng nữa thôi, cho nó đều, cho cái tím nó đậm đà. Đó, các bạn thấy em đó là nguyên nhân sai mì sơn cái tím lợt. Mình đau hiệp phẩm đi. Đó, lại mì sơn cái tím lợt nó tới 80% lần. Còn 20% mình bỏ cái tím đậm mình kéo nó lại xuống. Rồi qua bên đây cũng vậy. Đó các bạn, đó, mình chấm rồi. Rồi mình chỉnh sửa, lấy cỏ thưa ha. Đó, các bạn lấy cỏ giả lai cũng được. Mình kéo xuống. Đó, mình đẩy cái này lên. Mình muốn tím nó nhiều chút nữa thì mình kéo nó xuống chút nữa, tại em còn dậm lên nước thứ hai nữa nên nước thứ nhất em kéo sơ vậy thôi. Rồi, đẩy lên đây, bạn thấy là kiểu làm ấm rê này cũng rất là nhanh. Cái màu tím giật mình sơn như bình thường nha các bạn, nửa chừng nữa nửa về vậy đó, không có mất nhiều thời gian. Rồi bạn thấy là em đẩy ra nè, bạn đẩy cho khéo đừng có để nó tràn nha. Rồi, ngón bên đây bạn thấy không, mình làm kiểu này rất là dễ luôn. Mình thấy nó ít quá mình cho thêm miếng, tại vì màu treo đó các bạn không có bị khô nha. Cái này mình chỉ làm bằng màu keo thôi, chứ màu thường chắc chịu thua. Màu thường nó mau khô luôn. Hết sức rồi, em quay đi. Yeah, màu thường là mình để lên mình quẹt hồi nó khô, có nó bị sập đi rằn hết trơn. Mình chỉ làm màu keo nó dễ, màu keo khi nào làm xong bỏ vô nó mới khô. Thiếu thì mình chấm nước sơn thêm nó rất là dễ luôn. Rồi bây giờ mình cho hơi bên đây nha. Rồi qua bên đây đó, các bạn thấy là mình đi là nước thứ hai nè. Các bạn đi một nước cũng được, nhưng mà em muốn cho nó đẹp đậm đà chút, mình đi là nước thứ hai cho nó đều đặn, cho cái tím đậm này nó đậm chút nữa đó. Nước thứ hai mình không cần bỏ nhiều quá, mình bỏ xương xương được rồi. Đó, các
các bạn thấy cái nước thứ hai lên là nó đẹp ra rồi ha, cho nó đều đặn hơn cái nước thứ nhất. Mình dặm thêm miếng nữa thôi, chứ cái nước thứ nhất mà mình bỏ nó dày quá nó dễ trào ra lắm. Cái nước thứ hai mì đi rồi chịu cực chút xíu mà nó đẹp ra nè, các bạn thấy à, nó chuẩn cái móng ha. Không có nhiều nước sơ mà không có tôm vô trong nữa các bạn. Đó, bạn thấy cái màu tím nó cũng đậm lên đó. Mình kéo bây giờ cái tím nó xuống chút nè, nó các bạn thấy không, cái tím nó đậm ở trên đây nhiều hết là do mình ha, do mình để nước sơn tím nhiều hay ít chứ do cái kéo của mình. Đó các bạn thấy, vậy là mình ra được ấm rê đó các bạn. Này cắt sơn ha, hôm nay em chia sẻ cắt sơn ấm rê bằng màu treo nha. Mà chỉ được là mình sơn ấm rê bằng màu treo kiểu này, mình chỉ sơn những cái màu kim tuyến thôi nha các bạn. Hay mình cũng nói trước nha, màu thường là mình phải làm ấm rê cái loại khác nữa nó mới ra. Thì các bạn coi những cái clip trước của mình làm ấm rê bằng màu thường, ấm rê pin and white và bằng màu treo nha. Còn cái này ấm rê bằng màu kim tuyến, mình làm bằng tay luôn. Rồi, các bạn thấy con không có mất nhiều thời gian lắm, các bạn cũng dễ làm đó. Các bạn chỉ cần cái cỏ như Amy thôi, nhấp nhấp lên. Các bạn đi một nước cũng được, nhưng mà Amy thấy đi một nước nó không có đẹp bằng đi hai nước. Hai nước cái tím nó mặn mà hơn, nó đẹp hơn. Bây giờ Amy có cái mẫu làm sample cho những cái cô khách coi đây. Mình làm phải ra giống như cái mẫu của tiệm mình, mình đảm bảo cái chất lượng đó các bạn. Để mẫu mình giả mình làm nó như vậy mà khi khách làm mình làm không có ra giống vậy là mình không có, khách không có thích ha. Đây, đây, bỏ lên các bạn thấy không, mình chồng cái kim tuyến này lên là một lần nữa, mình kéo sơ sơ để cho nó đều thôi, mình ban ra đây. Đó, các bạn thấy không, rất là đẹp luôn. Các bạn thấy không có thấy ngấn nữa ha. Các bạn biết màu kim tuyến với kim tuyến mình mix với nhau để mình làm ấm rê vậy, mình không có thấy cái ngấn mà cái ngấn mà không đều nữa, thì nó mix nó cùng một tông màu, nó mix rất là dễ. Các bạn có thể làm khác tông màu, nhưng theo Amy đó, các bạn chọn tùng cùng tông màu cho nó mix ra nó dễ hơn mà nhìn nó đẹp hơn. Chứ Amy nghĩ thì làm màu khác cũng được, nhưng mà các bạn thấy không, nó ra nó mít rất là đẹp. Rồi như vậy là Amy đã có xong cái bộ móng sơn ấm rê màu treo đó các bạn. Đó, cameraman zoom zoom nha. Bây giờ Amy rửa cỏ nó hơi messy nè. Đây. Rồi bây giờ Amy cho hơi qua đây. Các bạn đợi Amy chút xíu, Amy sẽ zoom hai cái bàn tay cho các bạn coi, rất là đơn giản luôn. Đây các bạn, đây. Hai bàn tay. Oh, sorry. Hai bàn tay mình sơn ấm rê nè, màu tím luôn, nhanh gọn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơi tay bên đây nha. Cái bước cuối cùng là mình sẽ bỏ nước bóng nè các bạn. Sau khi bỏ nước bóng lại, mình đã hoàn thành xong bộ móng cô khách này ngày hôm nay nha. Các bạn thấy không, bộ móng cũng sơn bình thường, nó rất là mỏng luôn chứ cũng không có dày nha. Mình bỏ kim tuyến nó vừa đủ thôi, chứ không phải mình bỏ nó dày cộm, nó chảy, nó trề tùm lum nha các bạn. Rồi bây giờ apply lên nước bóng nữa là mình đã hoàn thành. Hôm nay em mày chia sẻ các bạn cái bước đơn giản để mình sơn ấm rê màu treo nha, bằng kim tuyến màu treo nè, chứ không phải ấm rê bột nha các bạn. Bây giờ em mày xin kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.